lúc chiều nay á em lên thăm vườn rau á thì em phát hiện là vườn rau bị héo héo ở trên tầng trên cùng á, bị héo rau dền, rau dền vô cớ bị héo á. Thì lúc em kiểm tra thì phát hiện là tưởng như là bơm hư, mà lúc kiểm tra kỹ lại là do cái van này nè, mình đóng cái van này dẫn đến là nước không có vận chuyển lên cho cây được, dập mở cái van này ra cho nước chạy lên trên ống trên này. Thì gia đình mình lưu ý để cái van đỏ này có thể chạy xuôi nước có thể